tôi chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và bật mí khách mời ngày hôm nay sẽ là một nam ca sĩ điển trai, là thành viên của một nhóm nhạc nam đình đám. Xin giới thiệu nam ca sĩ Nicky. Chị ạ. Chào Nicky. Chị. Xin chào tất cả mọi người, mình là Nicky đến từ Monster. Và ngày hôm nay thì Nicky rất là vui mừng khi có mặt ở đây để có thể tham gia chương trình cùng với tất cả mọi người ạ. Thay mặt chương trình chào Nicky, mời Nicky về phòng khách của Khẩu vị ngôi sao chúng ta cùng trò chuyện nha. Dạ vâng. Mời Nicky. Chào Nicky. Dạo này có gì mới không ta? Cũng không có gì mới cả, cũng chỉ quanh quanh là tập luyện ở nhà rồi làm sản phẩm các thứ rồi đi bị. Diễn mình chia sẻ một chút xíu là cái bí kíp ăn uống này, giữ gìn sức khỏe của mình. Công ty em cũng yêu cầu các bạn là ăn uống nó cũng phải khoa học một xíu, và thứ hai là cũng đi tập gym đều đặn các thứ, thế nên là ăn uống nó cũng phải theo cái lịch trình đó. Nhưng mà đối với em thì em là một người rất là thích ăn uống, em thì cứ ăn lung tung hết á. Có ăn cái lung tung cái gì mà đụng cái món nào nó đẹp da không mà da đẹp dữ vậy? Uống nước nhiều chắc là do em uống nước nhiều. Và ăn rau nhiều, em cũng thích ăn rau củ nữa. Trong thời gian rảnh thì mình có nấu ăn không? Thường thì những cái ngày nào mà ngày rảnh hoặc là ngày nghỉ ở nhà thì em sẽ nấu ăn. Mẹ em bảo là nấu ăn thì sẽ sạch sẽ hơn và cũng tiết kiệm hơn nữa. Món nào em nấu ngon nhất? Các thành viên trong nhóm em hay khen đó là chính là món heo xào xả ớt. Thịt heo xào xả ớt? Dạ. Yeah. Chắc chắn là đi diễn, đi hát thì sẽ có rất là nhiều fan nữ. Thì không biết có bao giờ được một fan nữ nào nấu cho ăn chưa? Nhiều lắm ạ, tại vì là mọi người đi theo á thì mọi người cũng rất là quan tâm chăm sóc bọn em á. Mọi người mang đồ ăn từ nhà nấu đi từ rất là nhiều món, có em nhớ là có spaghetti này, có kimbap này. Em nhớ có một lần có một bạn làm một cái pizza nhỏ nhỏ này, làm tự làm bánh pizza. Wow. Rồi thậm chí là các bạn biết là ai không ăn được cái gì, tại vì bọn em có 5 người không thì mỗi người sẽ có những thứ mà mọi người không ăn được hoặc là mọi người ăn được, mọi người thích thì các bạn sẽ nấu, thậm chí là nấu theo cái khẩu vị ở đấy luôn. Thì em cảm thấy rất là đỉnh. Và nói chung là các bạn nấu rất là ngon, với cả đa số là con gái mà, nên cái việc nấu ăn với mọi người có vẻ là rất là dễ dàng. Không nha em. Không nha em. Cái ánh mắt đó là không phải là đối với những người yêu nấu ăn, chứ không phải đối với con gái. Đối với những người thích nấu ăn, với lại là nấu cho thần tượng của mình ăn nữa, thì cái cảm nữa. Động lực chương trình Khẩu vị ngôi sao cũng sẽ có hai fan nữ đến nấu để cho em ăn. Bây giờ em phải suy nghĩ xem hai cái món nào mà em thích thưởng thức nhất ngay lúc này ở Khẩu vị ngôi sao. Em order ra giấy giúp chị nha. Rồi, giấu kỹ nha. Em đưa giấu... chị nè. Dạ đây ạ, xem gửi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ chào đón hai fan nữ okay ra để coi thử là hai bạn có nấu được hai món này dạ không. Vâng. Xin chào đón hai bạn Thu Hằng và Xuân Trang. Xin chào chị. Mời em ngồi. Cảm ơn chị. Chào mừng hai bạn đến với Nicky, đến với Khẩu vị ngôi sao. Hai bạn giới thiệu chút xíu về mình nha. Dạ, em xin chào chị Hà Thu, chào anh Vicky. Em tên là Thu Hằng, năm nay em 23 tuổi và hiện tại em đang sinh sống tại Củ Chi. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng và diễn viên tự do. Còn bạn giới thiệu một chút xíu về mình nha. Dạ, em chào chị. Dạ, chào Vicky. Em tên là Xuân Trang, năm nay em 21 tuổi. Công việc hiện tại của em là làm đẹp cho mọi người với lại làm diễn viên tự do. Làm đẹp cho mọi người. Và có dành thời gian ở nhà mà nấu ăn để mang đi làm không? Em thì ở nhà rất là ít nấu ăn. Thường thì ba mẹ mà những ngày rảnh á thì em lên mạng tìm tòi những cái món ăn mà độc với lạ, em thường làm tại nhà. Ở nhà thì mình có nhiều thời gian rảnh nên nấu ăn không, mà mình hay nấu món gì nhất nè? Ở nhà thì ba với mẹ em là đầu bếp nấu ăn. Cho nên là em luôn học hỏi ba với mẹ những món ăn ngon. Thường thường thì ở nhà ba em hay nấu hủ tiếu. Hủ tiếu. Bún. Dạ. Trước khi đến với phần nấu nướng thì hai bạn phải trải qua hai câu hỏi và một thử thách để lần lượt giành quyền mở ba từ khóa liên quan tới anh Nicky. Bạn nào trả lời đúng một câu hỏi hay là vượt qua thử thách giành chiến thắng thì sẽ mở một ô chữ. Và đây sẽ có những cái dữ liệu từ khóa liên quan tới anh Nicky để anh Nicky chia sẻ thêm về những cái thông tin cũng như những cái sở thích ăn uống hàng ngày. Trong ba từ khóa đó sẽ có một từ có huy hiệu thần bếp. Wow. Bạn nào mà may mắn lật được ô có huy hiệu tầng bếp thì bạn đó sẽ giành quyền trợ giúp từ anh Nicky trong phần nấu nướng. Bây giờ chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên nha. Mời hai bạn cầm bảng lên. Các bạn sẽ có 10 giây để trả lời câu hỏi và Thu hô thời gian kết thúc, hai bạn đưa bảng ra ngoài cho Thu nha. Câu hỏi là làng nghề bánh chưng bờ đậu thuộc tỉnh nào? A. Thái Nguyên, B. Bình Định, C. Quảng Trị. Các bạn chỉ cần ghi đáp án ABC thôi. Khó quá vậy. Khó hả? Em không biết luôn á. 10 giây
kết thúc. Mời hai bạn đưa bạn ra. Trang là đáp án B, Hằng là đáp án C. Hai bạn đáp án B và C đều không đúng. Đáp án A là Thái Nguyên. Nào tôi sẽ đưa thêm một chút thông tin về làng nghề bánh chưng bờ đậu. Làng nghề bánh chưng bờ đậu thuộc xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, ra đời đã được gần 60 năm. Đây là một trong năm làng nghề bánh chưng nổi tiếng nhất khu vực miền Bắc. Điều đặc biệt ở làng nghề bánh chưng bờ đậu là nguồn nước dùng để luộc bánh phải được lấy từ dãy núi Cẩm, nằm sát phía sau làng nghề bờ đậu. Nguồn nước ở đây được thiên nhiên ưu đãi và được người dân coi như là nước giếng thần. Chỉ khi luộc với nguồn nước này, bánh chưng bờ đậu mới thực sự bộc lộ hết hương vị thơm ngon, độc đáo riêng biệt mà không một loại bánh chưng nào có thể sánh được. Câu hỏi đầu tiên hai bạn đều không trả lời đúng, cho nên là Nikki giúp hai bạn mở một từ khóa nha. Em sẽ mở thứ nhất ạ. Từ khóa số 1, xin mời. Rõ ràng. Dạ. Yeah. Cái khẩu vị của em ăn rất là rõ ràng, có nghĩa là em không thích ăn những đồ lờ lợ, nhạt nhạt, kiểu như là cái vị nó không rõ ràng ấy. Ví dụ là mặn ra mặn, cay ra cay, mà chua ra chua, mà ngọt ra ngọt. Tất cả mọi vị nó phải rõ ràng đậm đà lên. Nấu ăn phải đậm đà. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu với câu hỏi số 2, đây là một câu đố mẹo nha. Cá gì có thể bay được? 10 giây bắt đầu. À dễ. Biết không? Em biết, mấy câu đố mẹo em giỏi không? 3 2 1 Hết giờ. Nào. Mời hai bạn đưa bảng. Cá chim. Bên này là cá bóng. Nó bay đi đâu? Em chưa suy nghĩ ra nên trả lời cho vui. À, còn cá chim nghe cũng vẻ hợp lý nhỉ. Em thiên về đáp án này. Em nghĩ là đúng không? Đúng đó. Em nghĩ là đúng thì là đúng. Đó. Chúc mừng Hằng, đáp án cá chim là chính xác. Em được quyền lật mở ô chữ tiếp theo, em chọn ô chữ nào? Dạ, em chọn ô chữ số 2. Mở chữ số 2. Chưa bao giờ. Em không biết là mọi người trong cuộc đời mọi người đã chưa bao giờ ăn một cái món gì đấy chưa. Nhưng mà em có một thứ mà thậm chí là em bỏ mồm rồi sau em đã nhổ ra và sống 25 năm cuộc đời em chưa bao giờ ăn cái món đó. Món gì nè? Đó chính là món đu đủ chín. Đu đủ chín. Dạ, yeah, đu đủ xanh em ăn được nha. Bún chả mà có đu đủ xanh em ăn được. Đu đủ xanh trong nước mắm là ăn được. Nhưng mà đu đủ chín em cảm giác giống như là em ghét cái mùi đu đủ chín như vậy. Mà hình như là ghét của nào trời trang của đấy là trong cái vườn nhà bọn em, nhà em có một cái vườn. Thì là nó tự nhiên lên một cái cây đu đủ rất sai quả luôn. Lúc nào cũng có khoảng 3-4 trái đu đủ mà nó cứ chín hoài như thế. Thế là mấy thành viên trong nhóm em cứ cắt ra để trong tủ lạnh ấy. Cái mùi nó trong cái tủ lạnh mà em phát sợ luôn á. Mà nhà em thì tất cả mọi người đều rất thích ăn đu đủ. Rồi, bây giờ chúng ta kết thúc hai câu hỏi. Phần thắng tạm nghiêng về bạn Hằng. Và bây giờ để phân định được kết quả thắng thua, chúng ta sẽ đến với một thử thách cam go cuối cùng. Thử thách đó là gì? Hà Thu sẽ bật mí trong giây lát nữa. Rồi, bây giờ thử thách của chúng ta sẽ là hai bạn sẽ mang hai chân vịt và dùng đũa như thế này, đào xới lục tìm ở trong cái tô bột đó ra những trái cà chua bi. Chúng ta sẽ gấp lần lượt mỗi trái, bắt đầu di chuyển sao thật khéo léo, dít dắt để tới đó đặt cà chua bi vào trong dĩa. Và sau 2 phút bạn nào lấy được nhiều cà chua bi hơn thì bạn đó sẽ giành chiến thắng. 2 phút, bắt đầu. Cố lên. Wow, wow, khó quá này. Rồi, đúng rồi, cẩn thận nha, rớt lại mình đi lại từ đầu nha. Chậm mà chắc nha. Trái đầu tiên đã về đích an toàn. Cố lên. Tốc độ nào. Cố lên. Rất là săn nút nhau luôn. Chú ý là mình cầm đũa cao lên một chút xíu nha. Ở trên cái mặt bàn nha. Chính ra đi bằng cái chân vịt này rất là khó. Thấy các bạn cứ đi lẹt phẹt này. Nãy giờ em vẫn nghĩ là dễ hả? Dạ vâng. Dễ thì chương trình không đưa ra làm gì em ạ. Đó là rồi, bạn quên rồi. Rất là siêu đúng cố không? Cố lên, cố lên. Nhanh lên. Cẩn thận bóp té nha. Ui. Cẩn thận nào. Cố lên. Đi dứt dắt nha. Rớt rồi, làm lại nào. Không sao. Các bạn chỉ còn 30 giây nha, cố lên. Cố lên nào. Rồi, trái tiếp theo. Cố lên. Cũng khá là nhiều đấy. Có vẻ ngang bằng nhờ. Cố lên. 10. 9. 8 7 6 5 4 3 2 1 Hết giờ. Rồi bây giờ chúng ta cùng kiểm tra kết quả nha. Dạ vâng. Nicky, em kiểm tra kết quả bên kia giúp chị nha. Dạ vâng. Bên này là 1 2 8, 9 quả. Bên này sẽ là 2, 4, 6, 8,
thua có một quả. Và một quả đó đã mang lại chiến thắng cho bạn Thu Hằng. Xin chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Mời các bạn về lại phòng khách, chúng ta sẽ trao giải thưởng. Chúc mừng, phần chiến thắng đã thuộc về Thu Hằng và Thu Hằng được quyền lật ô chữ cuối cùng, không còn lựa chọn. Mời ô chữ số 3. Đồ thái cũng là một từ khóa có huy hiệu thần bếp và quyền trợ giúp từ anh Nicky đã thuộc về em. Nhớ nha, nhớ kêu anh ơi anh đứng cạnh em, anh cười khi em nấu ăn cho nên nhẹ nhàng hơn. Vướng lắm em, anh làm vậy vướng. Rồi đồ thái thì Thu đoán là rất thích ăn đồ thái. Em cực kỳ thích ăn đồ thái. Nếu mà mọi người để ý đồ thái thì vị nó rất là rõ ràng. Và nó không có hề có đu đủ chín mà nó có đu đủ sống. Đúng, chỉ có đu đủ sống thôi. Và em đã tìm ra một vài quán thái mà mình yêu thích. Và khi nào mà mọi người hỏi là đi ăn ở đâu thì em sẽ bảo là mọi người sẽ biết là mình sẽ chọn, chắc chắn là chọn quán thái rồi. Chị thì cũng không có rành mấy cái quán thái, nhưng mà chị cũng thích ăn đồ thái, cho nên lúc nào em thèm đồ thái mà hôm qua đi ăn cùng á. Ok, em hiểu rồi, em hiểu rồi ạ. Rồi nha. Tuy vậy là em lại không ăn cay được nhiều. À, nghĩa là ăn cay vừa thôi. Thật ra em ăn cay cũng khá khá, nhưng mà sau một thời gian em tập luyện để không ăn cay, để giữ cho da mình không bị mụn á. Ý nãy là che giấu. Quên, em quên. Với cả ăn cay mọi người cũng bảo là để giữ cho giọng á. Thế nên là ít ăn cay thì giọng nó sẽ tốt hơn. Cho nên các em lát mà nấu ăn á thì dám giảm ớt một chút xíu, nhưng mà đừng có giảm hết, tại vì vẫn thích ăn cay đúng không? Bây giờ hãy xem bí mật này sẽ được bật mí là gì. Hai món ăn sẽ có bún chả, bún riêu cua ốc. Hai món bún. Rất thích bún. Bây giờ trong hai món bún chả cá và bún riêu cua thì Thu Hằng sẽ được chọn một món. Món nào em làm tốt hơn thì em cảm thấy là sở trường của mình thì em chọn nha. Dạ em chọn món bún chả cá. Bún chả cá. Và không còn sự lựa chọn nữa. Em chọn được cái món mà anh ấy thích ăn. Còn em có nấu được ngon không thì tùy em nha. Dạ em sẽ cố gắng hết sức. Rồi bây giờ Thu Hằng giành chiến thắng trong phần 1 của chương trình thì em có thêm một cái quyền nhỏ nhỏ nữa, đó là quyền được chọn bếp. Chọn bếp phải hay bếp trái? Mỗi gian bếp thì sẽ có mỗi cái yêu cầu khác nhau. Dạ em xin chọn bếp phải. Chọn bếp phải, vậy là bếp trái sẽ thuộc về bạn Trang. Chúng ta cùng kết thúc phần 1 của chương trình mang tên Khám phá khẩu vị ngôi sao và mời Nicky cùng hai bạn chúng ta đến với phần 2 chương trình mang tên Chinh phục khẩu vị ngôi sao. Chào mừng quý vị và các bạn đến với gian bếp của khẩu vị ngôi sao. Và đây là phần thứ hai của chương trình mang tên Chinh phục khẩu vị ngôi sao. Trong bếp của chúng ta xuất hiện một chiếc hộp và một chú ong no rất là dễ thương. Và chú ong no sẽ đại diện cho món bún riêu cua ốc. Và chiếc hộp sẽ làm món gì nè? Dạ. Bún chả cá đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi đó là một cái yêu cầu nhỏ nhỏ của hai bếp. Ngoài ra thì bài thử thách nhỏ nhỏ cho Nicky. Khi các bạn sử dụng các món nguyên liệu mà có những cái yêu cầu phía trên á, thì các bạn nhớ gọi to tên của Nicky và nhờ anh ấy giúp đỡ nhé. Mời hai bạn bắt đầu thực hiện món ăn của mình. Cố lên, nhìn cố lên. Món này. Mời Nicky về phòng khách nha. Hằng và Trang ơi, mình kiểm tra lại xem đảm bảo là có đủ nguyên liệu để mình nấu cái món của mình chưa nha. Dạ của em đủ rồi chị. Chị ơi, của em còn thiếu một món rất là quan trọng. Thiếu một món quan trọng đó là cua ạ. Dạ. Cua, đúng rồi, cua là để nấu bún riêu cua mà không có cua là không được đúng không? Dạ. Thì bây giờ chắc là phải có một cái thử thách gì để nhờ anh Nicky kiếm cua cho em ha. Dạ, dạ, em muốn nhờ anh Nicky đi cà khe lon để tìm lấy được gói nguyên liệu gia vị mà người chơi cần trong phạm vi từ phòng khách đến bếp. Em sẽ mang đôi dép này và đi trong cái phòng khách lẫn phòng bếp này xem có chỗ nào có cua thì em cứ lấy thôi. Dạ vâng, ok. Khó vậy. Rồi, bây giờ mình bắt đầu quan sát nha, xem mình sẽ đi đâu về đâu nè, lấy cua ở đâu nè. Ở đâu ta? Mọi người có gợi ý gì cho em không? Có một gợi ý cho em, đó là cua nó nằm ở phòng khách thôi. À là cái đó chị muốn tạo điều kiện cho em đi xa hơn chút xíu đó, mà thấy đi hơi khó khăn. Kia đúng không ta? Ở trên kia nó có một cái gì ý. Đúng không ta? Đây là gì ta? Coi chừng nó cắn đó nha. Không rồi. Ồ đúng không ta? Đây đúng không? Cái này là riêu cua. Riêu cua.
Rồi để bà ấy kiểm tra xem có đúng là riêu cua bà ấy cần không nha. Đây có phải thứ em cần dạ, không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi em cảm ơn anh. Lát nấu cho em ăn đó. Cố lên. Em vẫn đang cố gắng. Bây giờ em được về em đi cái đôi giày thân thương của em rồi đúng không? Anh Vicky ơi. Dạ. Hiện tại em đang tính sơ chế chả cá. Nhưng mà trên miếng chả cá thì nó có một cái yêu cầu nhỏ. Em mong anh Vicky giúp em. Dạ vâng, là gì ạ? Dạ, đưa tay vào một chiếc thùng đá lạnh để tìm ra được 10 viên bi nhỏ trong đó. Cái thùng đen này thuộc về em. Cái thùng này có cái gì trong thì không biết. Mà nhiệm vụ của em là không cần tìm gì cả, chỉ cần tìm 10 viên bi thôi. Làm ơn đừng có con lươn. Ok, ok, rồi. Em cẩn thận. Có lươn không anh? Không có lươn. Có lươn không anh? Sao hai anh không đồng nhất thì... Mình mạnh mẽ lên nè em. Nào thì em. Chị hướng dẫn em cái viên bi ở đâu được. Thì em thẳng xuống, tại viên bi nó nằm sâu dưới lắm em ơi. Nó không có trên đó. Xuống, cẩn thận nha. Trời ơi. Ê, lấy con bên phải một chút xíu nè. Em chẳng thấy cái viên bi được à? Ê, nhẹ nhẹ thôi. Ủa, nhiều bi đấy. Đây là bi ạ? Ừ, đúng rồi đó. Nó nằm một góc luôn đúng không? Bao nhiêu viên ạ? 10 viên, đây có 7 viên rồi. Nó chỉ lạnh thôi ấy. Thôi con gì, chắc là nó cũng không phải là con lươn là được rồi. Đây rồi. Trời ơi, là chưa có viên. Gì đâu này. Chúc mừng em đã mang lại phần nguyên liệu cho bạn Thu Hằng đúng không? Dạ, em cảm ơn anh. Hai bạn ơi, hai bạn còn những cái phần nguyên liệu nào cần thử thách anh Nicky nữa không? Dạ còn ạ. Còn dạ, gì nữa là nè gì ạ? Em muốn nhờ Nicky hãy liệt kê thật nhanh 10 sản phẩm trong nhà bếp hoạt động bằng điện. Phần nguyên liệu em muốn lấy là cái gì? Em phải lấy ốc. À, bạn cần lấy ốc và em phải liệt kê nhanh 10 thiết bị trong nhà bếp có sử dụng điện. Rất là dễ đúng không? Bắt đầu. Tủ lạnh này, quạt này, thông gió này, bếp điện này, lò vi sóng này. Mấy cái nữa ạ? 5. Cái máy bơm nước này, đồ xay sinh tố này. Phối xay sinh tố nè. Ép nước nè. Bếp lẩu. Thiếu một cái nữa. Cái nữa à? Đèn ạ. À đúng, chính xác. Rất là xuất sắc. Rồi, em đã vượt qua thử thách và mang về cái nguyên liệu ốc để cho bạn ấy nấu món bún riêu ốc. Hoàng ơi, hình như em còn một phần nguyên liệu cần thử thách nữa đúng không? Dạ đúng rồi, em còn một món cá ngừ nữa. Nên là em nhờ anh Vicky giúp em được không ạ? Được ạ. Dạ, em nhờ anh Vicky hát 5 bài hát theo yêu cầu của chị MC. Ok, được rồi. Chủ đề đầu tiên là chủ đề về thiếu nhi. Em yêu trường em với bao bạn thân cùng cô giáo hiền. Và chủ đề thứ hai, chủ đề tình yêu đi ha. Tình yêu. Sao em còn đứng ngoài mưa, sao hôm nay không còn người ta đón đưa. Vì dường như cảm giác đôi mắt em đã không như ngày xưa. Tin em một giây được không, no. Không đâu, anh đã tin em mấy trăm lần. Vì từng cho đi hết, để đổi lại cái kết cô đơn. Chẳng như mộng mơ đã hứa. Rồi, chủ đề tiếp theo sẽ là chủ đề về cha mẹ đi. Cha mẹ à? Cha thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Xa là nhớ, gần nhau là cười. Rồi. Wow. Chủ đề thứ tư ha. Thứ tư là ạ? Một chủ đề rất là đơn giản. Chủ đề về chị Thu, mùa thu. Thu ạ. Huyền ơi, thu đưa em qua đã từng ngọt ngào. Giờ nhận đắng cay vì ai. Chị chưa bao giờ buồn về cái tên của mình như vậy em à. Bà này lâu lắm rồi. Tiếp chủ đề cuối cùng đi ha. Mùa đông băng giá. Mùa đông. Tuyết không có đâu em ơi, chỉ có anh bên cạnh em thôi. Mùa đông đến gió khiến em sẽ lạnh. Đừng lo vì có tôi đây. Bước cùng với nhau dưới cơn mưa. Chờ rất lâu. Đúng không ta? Cảm ơn Hoàng Tử, ca sĩ quên lời. Rồi, chúc mừng em đã hoàn thành thử thách để có được một phần nguyên liệu cuối cùng cho Thu Hằng. Rồi bạn, hai bạn ơi, bây giờ chúng ta có đủ nguyên liệu hết rồi nè. Chúng ta phải cố gắng nấu thật ngon nha. Mời Nicky ra nghỉ ngơi một chút xíu rồi dạ chúng ta sẽ quay trở lại và thưởng thức nha. Dạ vâng ạ, cố lên.
Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Và đây là thành phẩm sau nhiều giờ nấu nướng của hai bạn. Nhìn rất là bắt mắt đúng không? Dạ. Yeah. Không thể chờ được nữa. Một bên là bún chả cá, một bên là bún riêu cua ốc. Chị thấy món nào chị cảm thấy muốn thưởng thức hơn? Chị nghĩ là em nên thưởng thức món này trước, vì cái bên này có vị ruốc hơi đậm đà thì nó sợ nó bị làm mất cái vị bên này. Vậy thì mình sẽ thử bên này trước ha. Thử nha, chị lấy ha. Rồi, mời em. Cảm ơn ạ. Bên em sẽ thử. Em thử nha mọi người. Mời, mời người. Em. Đầu tiên em chắc là sẽ thử cái nước trước. Ngon lắm. Ngon mọi người ạ. Ngon. Ngon. Nó có rõ ràng không? Đây là cái vị mà em cảm thấy ok la. Bây giờ em sẽ thử sang những cái cá nè, cá rồi chả nè. Sẽ ăn cá. Chút bún nha. Ở đây có nước mắm, chanh, ớt. Nếu em cần gì em có thể thêm vô cho nó phù hợp với khẩu vị của mình đúng không em? Dạ đúng rồi. Em nghĩ là bạn nêm nếm đã khá ok rồi. Chả cá nó rất chả cá mọi người. Nó rất chả cá đúng không? May quá. Món này ngon nha. Uống một miếng nước trước khi mình qua với cái món khá là rõ ràng này nha. Dạ vâng, em cảm ơn. Qua chương trình này cũng thích ha. Chẳng phải làm gì cả, chỉ có mò mấy cái bi với cả là đi đôi dép thôi mà đã được ăn tận hai món liền. Vậy hả, nãy em cũng thấy em chưa làm gì hả? Mong là nếu mà có cơ hội quay lại thì mọi người cho em hoạt động nhiều lên để kiểu em đói thì em ăn nó sẽ kích thích hơn. Em ơi, chương trình vừa bổ sung một điều dành cho em riêng em. Em nghĩ là mình nên bổ sung vào cái game sau, cách mời sau á. À không, tụi chị rất là nghe ý kiến góp ý từ các ngôi sao nha. Để mà phục vụ tốt hơn đó thì trước khi ăn theo yêu cầu của em thì mời em ra hít đất 50 cái trước khi em nghĩ là có thực mới vực được đạo. Có thực mới vực được đạo. Nãy em có một chén thực rồi đó em. Cái thực này nó mới chỉ là nó lưng chừng của cái thực thôi. Lưng chừng, mời em ra hít đất lưng chừng 10 cái giúp chị. 10 cái thì dễ, 10 cái thì là 10 cái dễ hả? Dạ. Yeah. Chị nghĩ là em làm được. Yes. Ok, chị đếm của em nha. Khoan nha, hít đất một cái là vỗ tay một cái nha. Ui, mọi người ơi, sao tự nhiên MC lúc đầu vào hiền khô quá. Em ơi, đây là lắng nghe ý kiến góp ý từ các ngôi sao để mình có thể hoàn thiện chương trình hơn đó em. Không, chương trình hoàn thiện là sao? Chương trình hoàn thiện là khi mà có đầy đủ khách mời và MC. Em nói thêm là sẽ vỗ chân nữa đó, cho nên là chị nghĩ là em nên hít đất và vỗ tay đi. Một. Yeah. Hai. Wow. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. 8, 9, 10, wow! Trời em ơi, chị yêu cầu mà chị không nghĩ là em làm được luôn á, trời ơi. Trời ơi, xuất sắc. Em cảm ơn bây giờ mà em trở lại bếp, trời ơi. Em nghĩ là bây giờ em sẽ ăn cái món này nó đầy hứng thú. May quá. Rồi, Nicky ơi, em thấy thỏa mãn với chương trình ngày hôm nay chưa? Em thấy chương trình yêu thương em chưa đủ chưa? Hay là mình thêm hả? Cái tình thương quá tràn ngập rồi. Nó đông đầy rồi, nó đông ha, đầy được rồi ha. Dạ, vâng. Em nghĩ là bây giờ là thêm cái bát này là đầy lắm rồi đó. Chắc chắn là em sẽ có thêm nhiều fan hâm mộ sau cái màn thực hiện cái thử thách đó. Chị thấy rất là khó luôn á. Cái chân ăn sau lao lực nó thế nào em? Nó ngon ạ. Ngon đúng không? Thưa quý vị, bây giờ Nicky đã run tay không cầm nữa cái chén và phải đặt cái chén xuống cái bàn để mà... Bây giờ em run hết cả tay rồi. Tại vì là được chương trình yêu thương này. Em có cần chị đút cho em ăn không? Chương trình này phục vụ tận răng nha. Em vẫn làm chủ được bản thân mình. Ngon. Em cảm thấy hai cái đang ở vị trí nó ngang nhau ấy. Rất là kiểu khiến em băn khoăn ấy. Tại vì thà là có một món tốt hơn hẳn hoặc là một món không tốt bằng. Rõ ràng ấy thì em còn đánh giá được chứ. Không, như vậy thì đơn giản quá. Rất là cảm ơn hai bạn với hai cái tô bún cực kỳ là tuyệt vời như này. Vị rất là vừa phải. Hiện tại hai món đang ngang nhau đó. Bây giờ có một điểm cộng nào cho một cái món còn lại để giành chiến thắng không nè? Tại vì chúng ta chỉ chọn ra một bạn giành chiến thắng thôi. Dù mình chọn ai mọi người đừng buồn nhé, là mình bắt buộc phải chọn mà. Đầu tiên là cảm ơn hai bạn vì đã rất là nỗ lực, đã bỏ rất là nhiều công sức để có thể nấu hai món này. Thì đối với mình hai món này đã đạt gần như là điểm tuyệt đối rồi. Chắc phần chiến thắng sẽ thuộc về bún chả cá. Bún chả cá. Phần chiến thắng đã thuộc về bạn Thu Hằng. Chúc mừng em. Trời ơi. Trời ơi, cô gái đã giành chiến thắng mà xúc động khóc luôn. Nicky ơi, em có thể ôm bạn một cái để cho bạn ấy cảm thấy đỡ xúc động hơn được không? Ôi, cảm ơn. Trời ơi, dễ thương quá. Đáng yêu quá. Bây giờ chia sẻ chút xíu, vui quá hay sao mà khóc vậy? Dạ không ạ, tại vì cái món đó là một cái món mà hồi lúc còn nhỏ em đã hứa với một người là em sẽ làm. Nhưng mà em chưa có dịp làm. Mà người đó đã mất.
đây là một cái cơ hội đúng không, để mình có thể thể hiện một chút gọi là cái lời hứa của mình đối với người bạn mà mình đã hứa. Và cũng nhờ lời hứa đó mà đã mang lại chiến thắng cho Thu Hằng trong ngày hôm nay. Thôi, chắc bạn mình sẽ vui lắm cho nên là mình cười lên nha. Dạ, chúc mừng em. Nikki ơi, Nikki trao phần thưởng cho bạn nha. Đây, đây chính là phần thưởng một dành cho bạn động lực để có thể sau này mình sẽ tiếp tục cái đam mê nấu ăn này. Cái món ăn rất là ngon và chắc chắn là nếu mà người bạn ấy có cơ hội thưởng thức cái món này thì người bạn ấy cũng sẽ rất là vui. Và Nikki cũng rất là vui và hạnh phúc khi mà là một trong những người mà được thưởng thức cái món đấy từ bạn. Một món ăn rất là ý nghĩa. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Dễ thương quá. Và cảm ơn bạn nữa. Bạn cũng đã dành rất là nhiều tâm huyết vào cái món ăn, thật sự rất là ngon. Tặng cho Xuân Trang một cái ôm để động viên bạn không giành chiến thắng nha đó. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Rồi, cảm ơn Nikki, cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.